sẽ là phần song ca của nam ca sĩ Đức Tuấn cùng với thí sinh Lưu Hiền Trinh, mã số bình chọn 07.
tràng pháo tay nữa để cảm ơn ca sĩ Đức Tuấn đã có một sự phối hợp rất ăn ý với thí sinh Lưu Hiền Trinh mã số 07 trong ca khúc Mong Anh Về, một sáng tác của Dương Cầm. Và chúng ta thấy được là một cái không khí rất là nồng nàn và lãng mạn, đúng không anh Trung Dũng? Vâng, và nếu quý vị cũng như là Thanh Ngọc yêu thích ca khúc này thì hãy vui lòng nhắn tin bình chọn cho thí sinh Lưu Hiền Trinh bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng trắng 07 và gửi về 8483.